Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con Giáp thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày canh ngọ tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh lọ bàng thổ ngày canh ngọ tức chi khắc can có nghĩa là họa khắc kim và ngày hôm nay là ngày hung vài nạp âm lọ bàng thổ kỵ tuổi giáp tý bính tý ngày thổ hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục xung với tý hình ngọ hình dầu hại xỉu phá mão và tuyệt hời vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi nhâm tý bính tý giáp thần giáp dần tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc sao nguyệt đức tốt mọi việc sao minh tinh tốt mọi việc sao kính tâm tốt đối với an táng sao giải thần đại cát tốt cho việc tế tử tố tụng giải oan trừ được các sao xấu sao sáu trong ngày gồm có sao hoang vu sáu mọi việc sao nguyệt hỏa sáu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xây bếp sao độc hỏa sáu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xây bếp vài hướng xuất hành tốt trong ngày hị thần hướng tây bắc tài thần hướng tây nam sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tý chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này do tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu cho nên với bạn tuổi tý bạn cảm thấy căng thẳng và nóng nảy bạn mệnh tuổi tý có nhiều suy nghĩ cực đoan tiêu cực dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát và bạn cần phải cố gắng giữ bình tĩnh bằng mọi cách có thể là hít thở thật sâu vào bạn mệnh tuổi Tý trong ngày này cũng có thể nhận được sự quan tâm của khá nhiều bạn khác giới tuy nhiên đa số lại không phải là những người chân thành muốn làm thân với bạn và với bạn tuổi Tý bạn nên giữ khoảng cách với họ nếu như còn độc thân thì hãy chờ đợi thời điểm khác thích hợp hơn với mình bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối ba tuổi Tý bạn cũng đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy bản mệnh tuổi Tý là người có tương lai sáng lạn nếu như bạn chịu từ bỏ những suy nghĩ bảo thủ cố chấp của mình và với bà tuổi Tý bạn phải tìm cách để thay đổi thích ứng với thời đại một quan điểm có thể đúng lúc này nhưng lại không chính xác vào lúc khác vài tử vi tuổi giáp Tý thuộc kim căng thẳng nóng nảy khi làm việc tử vi tuổi bính tý thuộc thủy suy nghĩ cực đoan khi gặp phải khó khăn tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa không nên nhụt chí từ bỏ một cách quá dễ dàng Từ vi tuổi canh tý thuộc thổ giữ khoảng cách với những người khác giới tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc không nên khăng khăng với những suy nghĩ bảo thủ và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 4 sao Con số may mắn Số 8 Số 9 Giờ tốt Từ 15 giờ đến 17 giờ Màu sắc cát tường Màu điên Màu xanh da trời Quý nhân phù trợ Tuổi xỉu Tuổi thân Tuổi thìn từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tư hại cho nên với bạn tuổi Sửu đang có tính khí thất thường bạn không giữ được hình ảnh chính chắn cẩn thận thường ngày nữa mà trở thành con giáp đang có sự thị phi, nóng nảy và thay đổi nhanh chóng đến mức khiến cho mọi người ngạc nhìn về bạn. Với bạn tuổi xỉu, bạn tính nóng nảy cho nên bạn mạnh cũng thường mất kiên nhẫn khi làm việc, đặc biệt là với những công việc khó khăn, phức tạp. Có lẽ trong khoảng thời gian vừa qua với bạn tuổi xỉu đã bắt mình phải làm việc quá sức và bạn hãy để cho bản thân mình được nghỉ ngơi một vài ngày. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Sửu, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy nửa kia luôn là một người dịu dàng và tháo hiểu cho bạn. Nếu có chuyện gì căng thẳng thì với bạn hãy tâm sự với người ấy, bạn sẽ cảm thấy rất chi là nhẹ nhõm. Nửa kia cũng có thể giúp cho bạn đưa ra những hướng giải quyết đúng đắn và kịp thời. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tính khí thất thường khiến cho người ngoài khó hiểu, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy hay thay đổi, không kiên định với mục tiêu, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa dễ mất kiên nhẫn khi thực hiện công việc phức tạp, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ làm việc quá sức, cần phải có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc tâm sự với nửa kia để tìm cách giải quyết vấn đề. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi dần ạ à, chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ chua nên với bạn tuổi dần luôn nhiệt tình với tất cả mọi người và bạn mệnh tuổi dần là người quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay Tuy nhiên, với sự quyết định của bạn lại thường khá chi là hấp tấp và vội vàng. Với bản tuổi dần, bạn cần phải duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ. Đừng chỉ vì hứng thú lúc đầu rồi về sau thành ra bộ bê, lời biếng. Như vậy thì công việc của bạn sẽ không thể nào hoàn thành tốt được. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang phát triển rất chi là tốt đẹp. Và với bà tuổi dần, bạn thường là người quyết định những công việc trọng đại trong nhà. Thế nhưng trước đó, bạn không bao giờ quên trao đổi ý kiến với người bạn đời của mình vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa quyết định vội vàng dễ mắc sai suốt tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ dễ bộ dở dựa chừng khi gặp điều không như ý tử vi tuổi canh dần thuộc mộc gia đình hạnh phúc các thành viên trong nhà có được sự hòa hợp tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá cảnh báo bạn tuổi mão cần phải chú ý đến việc quản lý tài sản và tiền bạc của mình trong ngày hôm nay và nếu như bà tuổi mão không cần thiết thì tốt nhất là bạn mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng, cẩn thận sẽ gặp phải đối tượng lừa đảo và đừng trở thành mình là người bị lừa về tiền bạc. Với bà tuổi mão nếu như đang làm công việc kinh doanh, buôn bán thì bạn không nên đi đến quyết định về đầu tư trong thời điểm này bởi rất có thể bạn sẽ chạm trán với kẻ thù và những mối làm ăn bất lợi. Bạn cần phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ, thời điểm thích hợp hơn để không muốn mất thất thoát về tiền bạc. Ngày này với bà tuổi mão lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi mão là đối với những bạn làm công ăn lương thì không nên vội hài lòng với hiện tại. Bạn cần phải đặt ra cho mình những đích đến, tham vọng hơn nữa bởi khả năng của bạn hoàn toàn có thể đáp ứng được những công việc ấy vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy chú ý đến vấn đề quản lý về tài sản tiền bạc tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa chi tiêu tiết kiệm không nên phóng tay cho những công việc không cần thiết tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ không nên đầu tư chờ đợi thời cơ thích hợp hơn tử vi tuổi tân mão thuộc mộc nghiêm túc trong công việc không nên hài lòng với thực tài tử vi tuổi quý mão thuộc kim tự tin hơn nữa vào khả năng của mình vài đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi thìn thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối ba tuổi thìn đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần phù trợ cho nên với bạn tuổi thìn rất dễ phát tài trong ngày hôm nay và nhất là đối với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng trong suốt thời gian vừa qua bạn sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra với bà tuổi thìn, bạn tính ôn hòa và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến cho bạn được nhiều người yêu mến. Bạn dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên và hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao với mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bạn tử Thìn với cha mẹ của mình đang rất hài hòa. Và bạn tử Thìn, bạn biết rằng cha mẹ là người đi trước giàu kinh nghiệm cho dù có ý kiến của đôi bên có bất đồng đi chăng nữa thì bạn cũng không vội phản bác mà thường suy ngẫm thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định hay là làm công việc gì đó về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ đối với những bạn làm nghề tự do rất dễ phát tài phát lộc tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh tử vi tuổi canh thìn thuộc kim mối quan hệ gia đình được hòa hợp tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tôn trọng và quan tâm tới người thân Vài đánh giá của bà tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu, tuổi tí. từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với ba tuổi tỵ cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang có được báo hiệu tiến trị rất chi là thuận lợi nhờ có được sự hỗ trợ của tam hội phù trợ. Thái độ hòa nhã khiến cho bạn mệnh tuổi tỵ được rất nhiều người yêu mến và bạn tuổi tỵ còn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa và xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tỵ lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là khi cơ hội xuất hiện trước mắt thì bạn nên nhanh chóng và tự tin nắm bắt không nên nghi ngờ vào chính mình và trần trừ do dự quá lâu những cơ hội quý giá một khi đã trôi qua thì khó có thể xuất hiện lần thứ hai xem tử vi ngày này với bạn tuổi tỵ cũng là ngày thích hợp để cho bạn khám chữa bệnh và phá dỡ về nhà cửa, nếu như bạn có thể thu xếp được thời gian thì bạn mạnh nên chú ý đến sức khỏe và đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt khi thấy cơ thể đang có dấu hiệu cảnh báo về từ vi tuổi ất tỵ thuộc họ được nhiều người yêu mến vì thái độ hòa nhã từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ gặp được quý nhân nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc hãy nắm bắt cơ hội đang xuất hiện trước mắt mình từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim thể hiện khả năng để khẳng định giá trị của bản thân từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy có được cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 3 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu tím màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thân tuổi Dậu từ Vi Tuổi Ngọ thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình. Cái điều này gây ra những tác động xấu cho bà tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Và bạn mệnh tuổi ngọ tỏ ra mình là người rất hiếu thắng, bạn không chịu được những lời nói kích bác của những người khác và sẽ đưa ra những quyết định nóng vội. Bạn mạnh tuổi ngọ không thích nghe lời phê phán, chỉ thích của người khác mà chỉ thích nghe những lời khen ngợi, xu nịnh từ phía người ngoài. Bạn nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp cho bạn tiến bộ dần dần và chúng còn giá trị hơn những lời khen ngợi rất chi là nhiều nữa xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ ngày hôm nay không phải là thời điểm lý tưởng để cho bạn quyết định xuất hành đi xa tuy nhiên nếu như bạn có công việc bắt buộc phải đi xa thì nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng tây nam hai hướng này sẽ giúp cho công việc của bạn có được sự hạnh thông thuận lợi có thể gặp được quý nhân nữa vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tính tình hiếu thắng, không chịu được lời kích bác, từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, quyết định nóng vội, dễ mắc sai lầm, từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, thích được khiên ngợi, không thích nghe những lời chê trách, từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, không nên xuất hành đi xa trong ngày hôm nay, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, chớ tin theo những lời su nịnh. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi mùi chua cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bà tuổi mùi đang rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay và nếu như bạn đang còn độc thân thì bạn hãy tranh thủ cơ hội này để tiếp xúc và mở rộng lòng mình hơn với những đối tượng khác giới. Biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình thì sao? Còn đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì bạn mệnh cũng có được một ngày yên bình. Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau cho nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. Cách khoảng thời gian ở nhà chính là khoảng thời gian mà bạn được thư giãn một cách thực sự. Tuy nhiên, ngày thứ sáu này đối với bà tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có thương quan giá họa cạnh báo bạn tuổi mùi cần phải cẩn thận trong công việc đặc biệt là khi giao tiếp và trao đổi ý kiến với cấp trên, bạn nên nhận thức được vị thế của mình và đừng tạo ra những ấn tượng xấu trong mắt cấp trên và đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim vượng vận về đào hoa, hãy mở rộng lòng mình hơn. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy gặp được người trong mộng. Tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa nên yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong công việc. Từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ, cẩn thận khi giao tiếp với cấp trên. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc, ý thức được vị thế của mình. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với ba tuổi thân, đó cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi thân rất dễ phát tài lớn trong những công việc kinh doanh buôn bán ngày hôm nay và những gì bạn tuổi thân nhận được là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra bạn tin tưởng vào tương lai và tiếp tục cố gắng hơn nữa Hôm nay với bạn tuổi thân cũng là một ngày cực kỳ may mắn mà khi bạn mệnh còn có thể phát tài một cách bất ngờ nữa. Bạn có thể hãy thử vận may của mình trong các trò chơi may rủi. Tuy nhiên, bạn không nên quá phụ thuộc vào điều này. Bạn hãy làm giàu dựa trên sức lao động chân chính của chính mình thì sẽ được bền vững hơn. Xét về mối quan hệ ngũ hành tương xung tương khắc thì trong ngày thứ sáu này đối với ba tuổi thân bạn lại đang gặp ngày có họa khác với kim cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bạn mệnh tuổi thân với nửa kia của mình lại không được tốt đẹp cho lắm hai bên có thể xảy ra những hiểu lầm vào ngày hôm nay và với ba tuổi thân đừng có vội nóng giận mà cần phải bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải những xích mích không đáng có vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy dễ phát tài nhờ các công việc kinh doanh buôn bán tử vi tuổi bính thân thuộc họ thu nhận thành quả xứng đáng với những gì mình đã cống hiến tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nên mở rộng quan hệ không nên khép mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim hiểu lầm nửa kia đôi bên cần phải bình tĩnh trò chuyện về đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Thì. từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Dậu ạ chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài nâng đỡ cho nên với bà tuổi Dậu với thái độ làm việc chăm chỉ cần cù và cẩn thận sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và với bà tuổi Dậu có thể sẽ đạt được những thành tích mà trước nay chưa hề ngờ đến, cốt là bạn tin tưởng vào bản thân mình. Ngày này, đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán cũng có được cơ hội nhận được một khoản lợi nhuận kha khá với mình. Tuy nhiên, trước mọi mối làm ăn, bạn cần phải trao đổi, thảo luận với người hợp tác cùng với mình. Cẩn thận, chớ nên nóng vội, kẹo lại mắc phải sai lầm. Ngày này với ba tự dậu cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim, cho thấy về các mối quan hệ tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang phát triển không được lý tưởng và bạn không nên đi tới những quyết định quá nóng vội khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của bản thân mình nếu không chỉ chúc lấy tổn thương mà thôi vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có thái độ làm việc chăm chỉ cần cù và cẩn thận tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa nhận được phần thưởng ngoài ý muốn tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ làm ăn kinh doanh có lộc tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc không nên đưa ra những quyết định quá vội vàng tử vi tuổi quý dậu thuộc kim lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình vài đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tuất á chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần phù trợ chua nên với bà tuổi tuất rất dễ phát tài trong ngày hôm nay và nhất là đối với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng trong suốt thời gian vừa qua xong đối với những người làm nhân viên công chức hôm nay chỉ có được một ngày yên bình với bà tuổi tuất bạn tính ôn hòa và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến cho bạn được nhiều người yêu mến. Bạn cũng dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên và hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao với mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này đối với bà Tử Tuất cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bà Tử Tuất đang có được một mái ấm rất chi là hạnh phúc. Nếu như đã kết hôn thì hẳn là người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của bạn, cho dù bạn có nóng nảy và làm người ấy phật lòng đi chăng nữa. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tận hưởng một ngày yên bình. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc nửa kia thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim được nhiều người quý mến vì bản tính ôn hòa, rộng rãi. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy gia đình hạnh phúc. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ tuổi tuất từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối ba tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có họa khác với thủy cho nên với bà tuổi hợi rất dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã giao với mình ngày hôm nay và với bà tuổi hợi không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đáp lại một tình cảm tương tự vì thế bạn không nên quá thất vọng hoặc là tổn thương vì chuyện này trong gia đình, cái mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏa ra khá chi là lạnh nhạt với nhau. Bạn cần phải tìm hiểu nguyên nhân của sự rạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi quản kịp. Đừng có nên bỏ mặc mọi chuyện, muốn đi tới đâu thì tới. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này đối với tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cũng khiến cho bạn tuổi hợi gặp phải nhiều rắc rối trong sự nghiệp nhất là quan lại xấu trong chính quyền. Bạn nên đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng không nên hành động quá cực đoan gây ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ các mối quan hệ xã hội không được như ý. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, vợ chồng lạnh nhạt, có dấu hiệu rạn nứt. Tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc, hãy có trách nhiệm hơn với gia đình. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim nên hành động lý trí chứa để cảm xúc lấn át từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy gặp rắc rối với người trong chính quyền về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi sửu, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.